Bản tin sáng ngày 2 tháng 10. Kính chào quý vị, chúc quý vị ngày mới an lành. Và ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin chính được phát trong bản tin sáng ngày hôm nay. Người lao động sẽ nhận hỗ trợ từ gói 30.000 tỷ đồng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Chuẩn bị xe đưa người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh về quê. Thành phố Hồ Chí Minh, xe khách, ô tô công nghệ, xe buýt sẽ hoạt động trở lại. Những hoạt động được mở lại khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị 18. Thành phố Hồ Chí Minh bắt tổ trưởng khu phố ăn chặn tiền hỗ trợ Covid-19. Gần 9.000 người liên quan đến bệnh viện Việt Đức. Thưa quý vị, với những người lao động và doanh nghiệp ảnh hưởng trong dịch Covid-19, có lẽ thông tin mở đầu ngày hôm nay sẽ là tin mà nhiều người quan tâm, khi người lao động sẽ nhận hỗ trợ từ gói 30.000 tỷ đồng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Chiều ngày 1 tháng 10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định 28 gói 30.000 tỷ đồng về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Cụ thể như sau, người lao động muốn nhận hỗ trợ phải đang đóng bảo hiểm thất nghiệp tại mức 30 tháng 9 năm 2021, căn cứ tính mức hưởng. Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết 30 tháng 9 năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu, không gồm người hưởng lương hưu hàng tháng cũng được hỗ trợ. Với mức hỗ trợ cụ thể như sau. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng nhận hỗ trợ 1,8 triệu đồng một người. Từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng nhận mức 2,1 triệu đồng một người. Từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng tăng lên là 2,4 triệu đồng một người. Trong khi đó, người đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng nhận hỗ trợ 2,65 triệu đồng một người. Nếu đóng đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng thì nhận 2,9 triệu đồng một người. Còn đóng đủ từ 132 tháng trở lên nhận 3,3 triệu đồng một người. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 và hoàn thành vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Vâng, trong ngày qua, thông tin người dân đổ về quê ùn ứ tại các cửa ngõ tỉnh thành phía Nam đã được chúng tôi cập nhật. Thậm chí, như thông tin ghi nhận trên các trang mạng xã hội, nhiều người dân đã bức xúc sau nhiều tháng ngày siết chặt giãn cách dẫn đến xô rào để qua chốt. Khi lực lượng chức năng chặn lại, nhiều người dân đã bật khóc vì nếu ở lại sẽ không đủ tiền để ăn và mua sữa cho con. Trước thông tin này, trong ngày 1 tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải đã gửi công văn đến tới 28 Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố, yêu cầu phối hợp với Sở Giao thông Vận tải TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An chuẩn bị đầy đủ xe khách, xe tải, tài xế để đưa người dân có nhu cầu về quê. Trước đó, đêm 30 tháng 9, rạng sáng ngày 1 tháng 10, hàng nghìn người dân đi xe máy, xe đạp bị kẹt tại chốt kiểm soát phía Tây TP.HCM sau khi có ý định trở về quê ở các tỉnh lân cận. Không thể qua chốt, người dân đành nằm vạ vật xuyên đêm chờ đợi. Cho đến sáng ngày 1 tháng 10, Công an TP.HCM cho biết đã đưa khoảng 1.300 người dân được về quê. Đề xuất xe cá nhân được di chuyển giữa TP.HCM và 4 tỉnh lân cận. Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đề xuất UBND TP cho phép người lao động di chuyển giữa TP.HCM và các tỉnh lân cận. Người di chuyển bằng xe cá nhân, ô tô, mô tô, xe gắn máy phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 14 ngày hoặc là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng, có kết quả xét nghiệm âm tính định kỳ 7 ngày một lần. Người di chuyển bằng ô tô là công nhân, chuyên gia do các doanh nghiệp tổ chức đưa đón từ các tỉnh như là Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh đến trụ sở sản xuất, trú đóng tại TP.HCM và ngược lại. Các phương tiện phải đăng ký lộ trình, thời gian hoạt động gửi đến Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành để cấp giấy. TP.HCM, xe khách, ô tô công nghệ, xe buýt sẽ hoạt động trở lại. Theo đó, từ ngày 5 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM sẽ tổ chức chạy lại một số tuyến xe buýt. Với taxi, mỗi đơn vị đăng ký số lượng phương tiện hoạt động tối đa không vượt quá 20% số xe quản lý. Tương tự, hãng xe ô tô công nghệ dưới 9 chỗ cũng chỉ đăng ký hoạt động tối đa không vượt quá 10% số xe quản lý. Với xe du lịch, mỗi đơn vị kinh doanh được đăng ký số lượng phương tiện hoạt động tối đa không vượt quá 30% số xe quản lý. Ngoài ra, thì Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cũng cho phép phương tiện phục vụ các chương trình du lịch được Sở Du lịch, Ủy ban dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức theo kế hoạch vận chuyển của ngành y tế. Riêng xe ôm công nghệ chở người ở TP.HCM hiện vẫn chưa được phép hoạt động.
những hoạt động nào được mở lại khi Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị 18? Chiều ngày 1 tháng 10, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định toàn thành phố thực hiện nới lỏng giãn cách theo chỉ thị số 18. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh cho phép hoạt động đối với các cơ quan, đơn vị nhà nước tại thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm, vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế được hoạt động trở lại. Cơ sở địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch được hoạt động tối đa 50% công suất. Đám tang và đám cưới trong nhà cho phép tập trung tối đa 10 người, nếu tổ chức ngoài trời thì tập trung tối đa 15 người. Trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, được tập trung tối đa là 90 người. Về hoạt động giáo dục đào tạo, tiếp tục dạy học trực tuyến và lên kế hoạch để kết hợp với dạy học trực tiếp. Và nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ cũng được phép hoạt động trở lại với từng yêu cầu cụ thể. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ như là bar, beer club, pub, spa, massage, chợ tự phát, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, vé số dạo, v.v. Thành phố Hồ Chí Minh bắt tổ trưởng khu dân phố ăn chặn tiền hỗ trợ COVID-19. Tối ngày 1 tháng 10, một nguồn tin xác nhận, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện điều tra, khám xét và xử lý đối với ông BTM, phó trưởng khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân về tội tham ô tài sản. Ông M bị cáo buộc đã ăn chặn tiền từ các gói hỗ trợ dành cho người dân ở khu phố này trong giai đoạn dịch COVID-19. Hiện Công an quận Bình Tân đang điều tra mở rộng vụ án, xem xét những người có liên quan. Theo người dân, ông M cùng một số thành viên ban điều hành khu phố thực hiện cấp phát các khoản hỗ trợ cho người dân khó khăn trong đợt dịch. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, nhiều người dân ở khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B đến trụ sở ban điều hành khu phố để hỏi về khoản tiền hỗ trợ thì đều nhận được thông báo là chưa có, cứ về chờ, v.v. dẫn đến xô xát ẩu đả giữa người dân và ban điều hành khu phố. Đầu tháng 9 vừa qua, tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân cũng đã xảy ra vụ việc liên quan đến khoản tiền hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, gây xôn xao. Đó là sự việc 142 hộ dân khu phố 1 được tổ dân phố gọi lên nhận gạo, nhưng yêu cầu họ ký xác nhận là đã nhận 1,5 triệu đồng. Khi thông tin được báo chí và người dân đưa ra, lãnh đạo UBND phường Hưng Hòa B đã thừa nhận là do sai sót vì tổ trưởng tổ dân phố đã lấy nhầm danh sách cũ. Gần 9.000 người liên quan đến Bệnh viện Việt Đức. Theo Sở Y tế Hà Nội, đến 18 giờ ngày 1 tháng 10 đã có 3 trường hợp dương tính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội đề nghị Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã rà soát lập danh sách các trường hợp đi, đến, làm việc, khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Việt Đức 40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm từ ngày 15 tháng 9 năm 2021 đến 30 tháng 9 năm 2021. Các lực lượng y tế đã lấy 1.443 mẫu xét nghiệm của người nhà, nhân viên tòa D, trong đó 1.433 mẫu cho kết quả âm tính. Theo thống kê mới nhất của CDC Hà Nội, đã xác định được 8.862 người tại Hà Nội và các địa phương khác có liên quan đến Bệnh viện Việt Đức từ ngày 15 đến 30 tháng 9. Cụ thể, tại Hà Nội có 4.861 người và các tỉnh thành khác có 4.001 người. Đây là các trường hợp đến khám bệnh, điều trị nội trú và điều trị nội trú đã ra viện. Đến nay, đã có 3 tỉnh xác định các ca dương tính liên quan đến Bệnh viện Việt Đức là Hà Tĩnh, 1 ca đưa bố đến khám tại tầng 8 nhà D, Nam Định, 3 ca liên quan đến người nhà đi chăm sóc bố tại tầng 7 nhà D, Hưng Yên, 1 ca là bệnh nhân nằm điều trị tại tầng 8 nhà D đã ra viện. Và ngay trong tối ngày 1 tháng 10, Bộ Y tế đã đề nghị thành phố Hà Nội hỗ trợ Bệnh viện Việt Đức địa điểm cách ly y tế cho người nhà, người bệnh và khách sạn cho nhân viên y tế. Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội tiếp tục hỗ trợ xét nghiệm và các biện pháp ứng phó với dịch bệnh khác cho Bệnh viện Việt Đức. Gần 7.000 ca mắc mới, hơn 27.000 người công bố khỏi bệnh. Bộ Y tế tối ngày 1 tháng 10 công bố thêm 6.957 ca nhiễm mới, trong đó có 16 ca nhập cảnh và 6.941 ca ghi nhận trong nước, giảm 996 ca so với ngày trước đó, tại 37 tỉnh thành phố, với 3.897 ca là ca nhiễm trong cộng đồng. Các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Thành phố Hồ Chí Minh với 3.670, Bình Dương 1.787, Đồng Nai 735, An Giang 116, Long An 107, Kiên Giang 81, Tiền Giang 71, Bình Thuận 61, Tây Ninh 50, Hà Nam 50, Cần Thơ 30, Quảng Bình 17, Quảng Trị 16, Khánh Hòa 15, Ninh Thuận 15 và rải rác tại các tỉnh thành khác.
Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 797.712 ca nhiễm, đứng thứ 44 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ngày, Bộ cũng ghi nhận thêm 136 ca tử vong, với Thành phố Hồ Chí Minh là 96 ca, Bình Dương 19, Long An, Đồng Nai mỗi địa phương 5 ca, Cần Thơ 3, An Giang, Tiền Giang 2, Đồng Tháp, Bình Phước, Cà Mau, Kiên Giang mỗi địa phương 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay đã là 19.437 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cũng trong ngày qua, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 27.250 ca. Như vậy thì cho đến nay đã có 636.081 ca được công bố khỏi bệnh. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày mới an lành và tràn đầy sức khỏe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.